Ngày đầu tiên lúc mà ra mắt gia đình người yêu, chỉ vì những cái vết nám trên mặt mà mẹ anh chê mình là xấu, già hơn cả anh nữa. Lúc ấy thì thật sự mình rất là tủi thân. Vậy mà sau đó khi mà gặp lại á, bác đã không nhận ra mình, cứ khen mình xinh mà còn dục anh cưới gấp nữa. Có được màng lột xác ngoại mục như này á, chính là nhờ vào viện thẩm mỹ Riva. Mình đã điều trị nám bằng công nghệ laser Iris hiện đại, không có đây đâu rác. Chỉ sau 3 buổi thôi mình đã nhìn thấy được cái sự thay đổi rõ rệt của làn da. Trở nên sáng mịn, thông thao và căng bóng như thế này. Bây giờ mình đã tự tin hơn rất là nhiều. Không chỉ có một làn da đẹp, mình còn được phát thêm chồng tương lai nữa, trọn vẹn cả đôi đường luôn. Thế mới nói á, con gái chúng mình nhất định phải thật sự xinh đẹp nha. Viện thẩm mỹ Diva, phục vụ từ trái tim.